Ra nhà là khi chúng ta trưởng thành. Mình là Sơn và đây là câu chuyện của mình. Sống và làm việc xa nhà đã 5 năm. Mỗi buổi sáng của mình thức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc và đi làm. Còn đây là A Thang, ông chủ tốt bụng của mình và cũng là người giúp đỡ mình rất nhiều trong những ngày tháng xa quê để mưu sinh. Hàng ngày công việc chính của mình là chăm sóc vườn cây ăn quả cho ông chủ. Là một người rất dễ gần và tốt bụng, A Thang luôn coi mình như một người con trong gia đình. Nhắc tới gia đình, Tết này mình sẽ về thăm bố mẹ và gia đình mình ở Việt Nam. Trong lòng mình thật nhiều điều háo hức. Cho đến một ngày... Alo mẹ. Alo. Vì này sức khỏe của con thế nào? Con vẫn khỏe. Bố mẹ giờ này ở nhà thế nào? Vâng, con biết rồi. Con chào mẹ. Gia đình là nơi để trở về. Và gia đình cũng là nơi để chia sẻ yêu thương. Món quà ý nghĩa nhất lúc này là sức khỏe của những người thân xung quanh bạn. Bố mẹ ơi! Với mình, có sức khỏe là có Tết. Hãy để sức khỏe mang Tết gần nhau hơn. Hãy để sức khỏe mang Tết gần nhau hơn.